rồi. Con chào chị, con cho con hỏi là chúng ta tập trung để mình chi ở gì? Để đi tìm em hóa đó, em hóa rồi hiện tại chứ là ta để di chuyển đi tìm chỗ khác à? Đã chứ đi di chuyển đến Cao Một. Nhà Cao Một là gần nhà mẹ đẻ phải không ạ? À đúng rồi. Đúng đấy. Bên nhà mẹ đẻ. Dạ. Cho con hỏi là chị bên làng hay là hàng xóm á? Hàng xóm. Thì chủ đấy là đi bới hay là đi tiếp tế thực phẩm à? Chủ đấy người làng là làng xóm đi tìm. Dạ đi tìm. Tìm đá tự nguyện phải không ạ? Bới họ đi rồi. Dạ, dư như gì đấy thì tuổi già sức yếu nên gì đi để mất chị ạ? Ờ, đi để trông tìm được cháu gia tuổi đấy. Mình thì dạ. Chứ chủ đấu rong sổ trọt chứ. Thì cho con hỏi là dư các mạnh thương quân, các cái nhà làng xóm có tình nguyện để đi kiểm thi thể em hóa thì như có ai hỗ trợ nước nối hay là bên chỗ cán bộ có đồng hành với xóm làng để đi tìm em hóa không ạ? Có chứ, có cả đoàn thể rồi cả các đoàn thể hỗ trợ nước nối đấy, thế dạ. Bọn bạc thì có như là đi tìm cống á, đi tìm. Dạ dạ. Dạ như là ta tiếp sẽ tiếp. Dạ như ta sẽ tiếp đi di chuyển đến dạ có một là gần nhà mẹ đẻ của em hóa. Dạ dạ dạ. Con chào chủ với chị ạ. Hiện nay là các những người thiện nguyện ở ở Cán Lộc á, ở Cán Lộc là thiện nguyện tình nguyện đến để tìm xác em hóa. Hai chị em là đi làm trong trại gà, là đi làm về không may là bị cuốn trôi. Hiện nay chị dâu đã tìm được xác và an táng tại nghĩa trang, còn em hóa hiện nay đã tìm 3 ngày rồi mà không chưa tìm được. Tất cả các cái thiền nguyện, các cái bà con làng xóm đều tiếp tế thực phẩm và để tất cả các người ở Cán Lộc, từ ở Cán Lộc về tại xóm 10 Hà Linh để thiền nguyện để tìm em hóa. Đây tất cả các cái người dân trên địa bàn tiếp cận lương thực, những người mà không làm được thì họ sẽ tiếp tế những cái thực phẩm, nước và sữa để phục vụ các thợ làm tình nguyện ở Tư Cán Lộc. Em đi gánh. Đây lô con đi xuống cái cốc cái thớ nè, lấy lô nữa không? Trời ơi! Dưới lên thế này, dưới gò lên ngược cờ đến lô nhất thơ Tân Kiêu á. Lên đến Tân Kiêu nó hướng nào? Đây muốn tập vào chủng dưới lô nhá, máy con số á. Cái đó là đoàn ở lưỡng, khi đưa nào đi lại nhảy, đéo lấy em chưa cái đó đó. Cho em hỏi là chị tình hình hiện tại của em Hoa như thế nào hả chị? Cháu 3 ngày tìm kiếm đi. Chị cũng là đại diện cho bà con nhân dân thôn 11, huy động tất cả lực lượng là bà con nhân dân là tìm kiếm cả ngày cả đêm, nhưng mà lại là quá trình tìm kiếm thì bà con rất là lằn lội nhiệt tình, nhưng hiện nay là vẫn chưa có hy vọng. Thì là rất là mong cộng đồng mạng là cùng sự quan tâm để là giúp đỡ gia đình để sớm tìm được em hóa về với gia đình. Em xin cảm ơn chị. Em chào anh. Anh cho em xin giới thiệu là em là bên chỗ kênh của anh Hà Huy Khánh, thì hiện nay là cho em biết tình hình của em Hoa như thế nào, anh là tên gì và là người thân hay là người làm của em Hoa?
nhà của em Hoa. Anh là những hiện nay là đình 3 ngày rồi. Cả dân làng cũng như các lên luôn cầm lên luôn. Đã tìm kiếm em như hiện nay vẫn chưa thấy được xác em. Như là hàng xóm cũng như các cơ quan chức năng đang cố gắng tìm kiếm về xin là anh cho em hỏi là tối nay là mình tiếp tục trực để tìm em Hoa hay là mình về nghỉ nhưng mà ngày mai tìm tiếp anh? Giờ nó vẫn tiếp tục em ạ. Dạ. Rồi đang gia đình đang còn nuôi hy vọng để tìm được thầy em càng sớm càng tốt. À, anh ơi cho em hỏi anh là đi anh là người đi tìm em Hoa đây đã có một cái thông tin gì về em Hoa chưa anh ấy? Cho em hỏi tên anh là gì ạ? Trần Đình Hùng. Dạ anh ở mua ạ? Ở Mỹ Đốc. Là anh đến đây là nguyện vọng của người nhà gọi đến hay là nguyện vọng tư nguyện của anh đến để hỗ trợ gia đình ạ? Từ hồ đến hỗ trợ đến tư nguyện. Để cho em hỏi là hiện tại hoàn cảnh của gia đình em Hóa thì như thế nào cả anh chị em biết được không ạ? À, em hỏi anh không? Anh là người gọi là trong Mỹ Lộc ạ. Dạ. Gọi là giáo chủ Phương Mỹ. Dạ. Yeah. Thì là nghe thông tin là em Hoa bị mất á. Thì yeah. Là tình nguyện cả giáo chủ là gọi như vận động lên để tìm. Cố gắng tìm được em nhưng mà nói chung cũng sẽ tìm tiếp. Dạ yeah, cho em hỏi là, cho em hỏi một chút là nhà anh đến đây tình nguyện hay là người nhà thuế ạ? Anh tình nguyện. Dạ, nhà anh đến đây là tình nguyện. Tình nguyện anh nghe nhà không chưa biết anh lại ạ. Dạ dạ em cảm ơn anh. Ok. Ăn bánh nhớ con, anh em vừa ăn bánh ngay, ăn bánh ngắn, nó đỡ đói, đánh trứng lên nó vậy. Mình thôi đi về tiếng nữa.